Vũ Hà kính chào quý khán thính giả chương trình Điểm báo lần thứ 120 của TV Tuần San, phát hình online chiều thứ hai ngày 30 tháng 11 2020 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã diễn ra được 4 tuần lễ. Đa số truyền thông Mỹ gọi ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử. Bà Emily Murphy đã gửi thư cho ông Biden, gọi ông ta là Mr. Biden. Thông báo cho biết cơ quan quản trị hành chính GSA của bà đã bắt đầu thủ tục chuyển giao phương tiện và ngân sách luật định cho ekip của ông Biden. Tổng thống Donald Trump cũng đã bắt đầu cho phép ông Biden nhận báo cáo an ninh mỗi ngày theo kiểu để am tường, chứ ông Biden không có quyền quyết định gì cả. Trả lời phóng viên, ông Trump cho biết nếu cử tri đoàn bỏ phiếu nhìn nhận ông Biden thắng thì ông sẽ dọn ra khỏi tòa Bạch Ốc. Truyền thông cánh tả không còn cơ hội làm dân Mỹ hoảng sợ, hù dọa ông Trump sẽ ngồi lì như tổng thống độc tài của Belarus sau cuộc bầu cử. Nhưng ông Trump nói từ đây đến ngày đó còn lâu và còn nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy ra. Phóng viên hỏi ông có dự lễ nhậm chức của Biden không? Ông Trump nói chuyện đó chưa cần phải trả lời lúc này. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, gian lận tràn lan. Ông Trump khẳng định không chấp nhận thua và sẽ tiếp tục các vụ kiện. Báo chí đưa tin phe ông Trump kiện thua ở hầu hết mọi tòa án. Nhưng có thật ông Trump đã thua kiện như truyền thông thiên tả trình bày không? Qua mục điểm báo này, Vũ Hà xin trích một bài viết trên báo chí Việt ngữ. Nhà báo Vũ Linh của diễn đàn Trái Chiều viết: truyền thông dân chủ đã mau mắn công kích Tổng thống Trump đã ngoan cố 2 tuần sau bầu cử mà vẫn không chịu thua, kiện cáo lung tung và không chịu bàn giao. Truyền thông dân chủ quên nhắc lại cho thiên hạ biết năm 2000 Phó Tổng thống Al Gore thư kiện liên tục và không nhìn nhận kết quả tới 5 tuần sau bầu cử, trong khi Tổng thống Clinton ủng hộ ông Phó đã trì hoãn chuyển giao quyền hành cho ông Bush con cho tới 5 tuần sau luôn. Tổng thống Clinton khi đó lấy cớ kết quả bầu cử chưa chính thức có nên không thể vô trách nhiệm chuyển giao quyền cho ai hết. Bây giờ, tình trạng không khác bao nhiêu, chưa có kết quả chính thức, sao biết cụ Biden đã đắc cử, để phải chuyển giao quyền hành cho cụ. Kẻ này không phải luật gia, cũng chẳng biết rõ chi tiết cả rừng các vụ thư kiện và tranh cãi, nên sẽ không bàn thêm một cách bừa bãi, chỉ có thể loan tin về các phán quyết nếu có rõ ràng thôi. Chuyện gian lận bầu cử là chuyện đương nhiên, ai cũng biết. Vấn đề là làm sao có đủ bằng chứng cụ thể để thuyết phục các quan tòa và cả tối cao pháp viện lấy quyết định thôi. Không dễ chút nào, xin chờ xem tin tức. Con đường thắng của Tổng thống Trump theo giáo sư DeSombit. Giáo sư luật của Harvard, ông Alan DeSombit đã cho biết Tổng thống Trump có 3 con đường để thắng cử hoàn toàn hợp hiến pháp. Theo ông, các luật sư của Tổng thống Trump có thể khiếu nại về 3 chuyện. Thứ nhất, tại Pennsylvania, một số luật lệ bầu cử đã bị thay đổi cuối ngày bầu cử sau khi cả tiểu bang đã bầu rồi. Thứ hai, tại nhiều tiểu bang, luật lệ và thủ tục bầu bán có sự khác biệt, nghĩa là đã không có một thủ tục bầu thống nhất cho cả tiểu bang, đưa đến việc các cử tri bị đối xử không đồng đều. Đây chính là lập luận căn bản của tối cao pháp viện năm 2000, khi tối cao pháp viện chấm dứt cuộc đếm phiếu tại một vài quận của Florida, đưa đến chiến thắng của ông Bush con. Thứ ba, đã có nhiều trục trặc kỹ thuật với các máy điện tử dùng trong việc bầu cử, có thể đưa đến việc hủy bỏ cả 100.000 phiếu bất hợp lệ. Tuy nhiên, ông DeSombit cũng cho biết vấn đề là các luật sư của Tổng thống Trump có thể hay không đưa ra đủ bằng chứng cụ thể, cũng như đủ số lượng để có thể coi như đây là những vi phạm quy mô nghiêm trọng đến độ có thể lật ngược kết quả bầu cử. Con đường thắng của Tổng thống Trump theo CNN. Đài CNN đã làm chuyện lạ, phân tích một lộ trình có thể đưa đến chiến thắng cho Tổng thống Trump. Theo CNN, Quốc hội, các tiểu bang có quyền phủ nhận tính đại diện, tức là không chấp nhận cử tri đoàn tham dự cuộc bầu Tổng thống ngày 14 tháng 12. Quốc hội của các tiểu bang đang tranh cãi Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia và Arizona đều do Đảng Cộng Hòa nắm đa số. Chỉ cần quốc hội của 3 tiểu bang lớn Pennsylvania, Michigan và Georgia phủ nhận tính đại diện của cử tri đoàn, cụ Biden sẽ không đủ 270 phiếu để đắc cử tổng thống.
đi đến tình trạng Hạ viện Liên bang sẽ bầu Tổng thống và tại đây Đảng Cộng hòa chiếm đa số với ít nhất 27 ghế, trong khi chỉ cần 26 là đắc cử Tổng thống. CNN không thân thiện với Tổng thống Trump, ai cũng biết, do đó đây chỉ là cái mánh CNN muốn báo động thiên hạ để mọi người biết trước và chuẩn bị phản kháng nếu thấy Đảng Cộng hòa đi vào con đường này. Tối cao pháp viện ra tay. Tối cao pháp viện ra phán quyết mới nhất, quyết định của thống đốc New York, viện cớ nguy cơ dịch lây lan cấm các hội họp tôn giáo đông người là vi phạm hiến pháp, vi phạm quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo. Phán quyết này có tỷ số 5-4, với chánh thẩm Robert đứng về phe cấp tiến, trong khi bà tân thẩm phán Barrett biểu quyết lần đầu đứng về phe bảo thủ, cùng với các thẩm phán Gorsuch và Kavanaugh do Tổng thống Trump bổ nhiệm, và các thẩm phán Anito do Buscon và Thomas do Botra bổ nhiệm. Nhìn vào việc này sẽ thấy dấu ấn cực kỳ quan trọng Tổng thống Trump đã để lại cho hậu thế, bất kể ông làm Tổng thống bao nhiêu năm, qua việc thay đổi cấu trúc tối cao pháp viện liên bang. Thưa quý vị, như chủ bút TV Tuần San Nguyễn Hồng Anh đã có nói vài lần trước đây, các vụ kiện của ông Trump ở các tòa án tiểu bang phải bị thua thì mới kháng cáo lên tòa trên, tức tối cao pháp viện liên bang. Mà ở tòa cao nhất có ít nhất 5 chánh án bảo thủ đã bỏ theo khuynh hướng bảo thủ như vụ ở New York vừa nói. Liệu sự việc cuối cùng có xảy ra như ông Hồng Anh đồ đoán và như đài CNN báo động không? Chúng ta hãy chờ xem. Thưa quý vị, báo Người Lao động tuần qua đưa tin, sáng thứ Ba ngày 24 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng. Cử tri Đỗ Văn Ngon hỏi, trên nhiều trang mạng có thông tin về vụ án Hồ Duy Hải xảy ra ở bưu cục Cầu Voi, Long An, viết rằng không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải tại hiện trường. Xin Chủ tịch Quốc hội cho biết vụ án Hồ Duy Hải đến nay tiến triển tới đâu. Chủ tịch Quốc hội trả lời, vụ án Hồ Duy Hải diễn ra đã lâu sau phiên giám đốc thẩm và có nhiều ý kiến khác nhau trong nhân dân. Do có ý kiến khác nhau nên sau phiên tòa giám đốc thẩm thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại. Do đó, vụ án đến nay vẫn chưa thi hành án, còn oan hay không thì đề nghị cử tri chờ ý kiến kết luận của các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân về thực hiện quyền tư pháp. Thưa quý vị, qua câu trả lời của bà Kim Ngân, nhà báo Gió Bấc đã có bài đăng trên mạng đài Á Châu Tự Do với tựa vụ án Hồ Duy Hải, bà Kim Ngân chờ đợi cái gì, với nội dung như sau. Câu trả lời của bà Kim Ngân thật vô cảm, vô lương, như con bò nhai lại mớ rong khô. 5 tháng trước ngày 24 tháng 6, cũng tại Cần Thơ, tiếp xúc với hơn 300 cử tri là cán bộ hưu trí, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng vụ án đang được xem xét nên không có cơ sở nói oan hay không oan. Cử tri để cơ quan có trách nhiệm xem xét lại và sẽ có báo cáo. Thử hỏi, cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền mà bà Kim Ngân lại ra, đó là cơ quan nào, nó ở hành tinh nào xa xôi lắm sao mà 5 tháng qua vẫn chưa báo cáo. Chánh án Nguyễn Hòa Bình khoe với Quốc hội rằng Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội mà quên rằng Nguyễn Thanh Chấn có đến 50 lời khai nhận tội. Tại sao bà Kim Ngân lần nữa ngắt ngứ né tránh giải quyết vụ án Hồ Duy Hải, trong khi theo Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đó là trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chính bà là chủ tịch. Phải chăng vì Nguyễn Hòa Bình đã cài thế đưa toàn bộ hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ngồi, giám đốc thẩm, nên muốn xét xử lại phải bổ nhiệm thẩm phán mới, lập hội đồng mới là công việc rối rắm trong lúc hoàng hôn nhiệm kỳ? Phải chăng vì con đường tiến thân tại Đại hội 13 của Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, hai thủ ác đã từng ký quyết định đề nghị bác đơn ân xá, không kháng nghị bản án phúc thẩm, đã từng nhiều lần phát biểu trước Quốc hội với lập luận loanh quanh, có sai nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã giám sát, có báo cáo ghi nhận hàng chục điểm vi phạm của hồ sơ vụ án. Nhưng với thế lực và sự thăng tiến của hai ông tên Bình,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ra kiến nghị giám đốc thẩm. Phải chăng lần này lịch sử sẽ lặp lại? Hồ Duy Hải sẽ tiếp tục làm tử tù lót đường cho Trương Hòa Bình thăng tiến làm chủ tịch nước hay thủ tướng? Nhận xét của Vũ Hà, bà Kim Ngân trả lời cử tri quận Cái Răng, Hồ Duy Hải chưa bị thi hành án, tức chưa bị xử tử thì cứ đợi. Nói Hồ Duy Hải đã đợi được 12 năm trong tù, đợi thêm chẳng sao, thì Kim Ngân quả là một người đàn bà, một bà mẹ vô tâm. Đất nước ta chưa bao giờ được như ngày nay, vì có chủ tịch nước thản nhiên trước đồng bào chết vì lũ lụt, chủ tịch quốc hội không cần biết người dân có bị oan hay không. Thưa quý vị, như đã nói từ đầu, đây là chương trình điểm báo lần thứ 120, có nghĩa là Vũ Hà đã hầu chuyện với khán thính giả bốn phương qua một điểm báo trên 2 năm. Do bận rộn với nhiều công việc khác, Vũ Hà xin tạm ngưng chương trình điểm báo trong một thời gian. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này trong hơn 2 năm qua. Vũ Hà xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình thời sự trong tuần với chủ bút TV Tuần San.